Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, chúng ta cùng hỏi nhân dân. Một bài viết của ông Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về thực trạng tham nhũng hiện nay. Tuy nhiên, bài viết đã bị báo chính thống từ chối đăng tải. Nội dung chính của bài viết được đưa lên trang Facebook của tác giả Trần Việt Trung, có bài bình luận đưa lên đài FA. Trước thực trạng hiện nay của đất nước, khi một cá nhân tham nhũng có thể trừng trị cá nhân đó. Nhưng khi tham nhũng mang tính hệ thống, chúng ta phải làm gì với hệ thống chính trị của mình? Nếu bạn hỏi tôi, thế thì phải làm gì đây? Tôi quá nhỏ bé và sẽ không trả lời được. Nhưng nếu chúng ta cùng hỏi nhân dân, thế thì phải làm gì đây? Tôi tin sẽ nghe thấy những câu trả lời thấu đáo, rõ ràng và vang dội cả non sông. Thể chế hiện nay như miếng thịt ôi. Lời hiệu triệu hướng về nhân dân trong bài viết của ông Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, đánh giá thực trạng đấu tranh chống tham nhũng thật là đanh thép, có sức lay động và khuấy động. Đây là hình ảnh ông Lê Kiên Thành, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Chớ trêu thay vì cái kết luận dành cho muôn dân đang lầm than trong đại dịch, do những sai lầm chết người của chính quyền. Một nhà nước vẫn tự vỗ ngực là của dân, do dân và vì dân, lại không dám cho bất cứ tờ báo nề phải nào đăng tải bài viết này. Vì vậy, bài viết không có nhan đề hiện đang nằm trên bàn của ông Tổng biên tập. Sau đây là trích đoạn của cuộc phỏng vấn từ tờ báo Mậu Dịch ấy của nữ nhà báo hay đề cập đến vấn đề nhạy cảm về chính trị chứ không phải về những vấn đề khác. Thật ra, bài viết không được đăng báo nói trên cũng chẳng có gì là đặc sắc. Nếu ban văn hóa tư tưởng ban đầu khôn ra cứ cho đăng lên đâu đó ở một tờ báo Mậu Dịch nào đó thì khi có khi chẳng mấy ai để ý. Nhưng vì nền báo chí cách mạng ngay từ đầu đã rút phép thông công đối với nó, lập tức bài báo trở thành một hiện tượng. Trở thành hiện tượng không phải vì chất lượng bài viết mà chủ yếu là do cái hành xử muôn thuở của nền dân chủ gấp vạn lần dân chủ của báo chí đế quốc Sài Lan. Nghĩa là chỉ cần người cầm bút loạn quạng đến gần sự thật thì lập tức bị đuổi chạy mất dép, kể cả người đó là con trai của cựu Tổng Bí thư đầy quyền hành, con nòi nhà cách mạng. Đây là hình ảnh của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Lê Duẩn trong lễ mừng chiến thắng ngày 15 tháng 5 năm 1975. Tuy nhiên, tiếng vọng của muôn dân thì rất đa dạng. Facebook của Dương Phạm Triều thì viết: quan tâm đến đảng làm gì để kéo dài sự trì trệ của dân tộc. Độc đảng, độc tài chỉ bảo vệ quyền lợi của thiểu số trên cơ sở chèn ép đa số. Quan tâm đến sự tồn tại và phát triển bền vững của dân tộc, trong đó có mọi người dân từ thế hệ này qua thế hệ khác, mới là điều đáng bàn. Bạn Khắc Bình thì công nhận, vẫn có những đảng viên đau đáu với hiện trạng đất nước. Sự nhận thức của họ sẽ giúp quá trình dân chủ hóa ngay từ trong đảng có thể tiến triển. Đó là con đường ít đổ máu nhất. Trong khi đó, theo Facebook Yên Phạm thì xin góp ý thẳng với bác Trọng rằng đốt lò là độc đảng, độc tài mà chống tham nhũng như bác thì chỉ là trò hề mà thôi. Bản thân thịt thối tự nó sinh ra giỏi bọ, gột rửa bao nhiêu vẫn là miếng thịt thối, không thể trở thành thịt tươi cho được. Nếu chỉ bắt là hàng trăm giỏi bọ cũng không giải quyết được bản chất của vấn đề. Thì đấy, các vụ đại án tham nhũng trước Tết chưa điều tra xong thì ngay sau Tết lại một vụ thổi giá thiết bị y tế tại bệnh viện Thanh Nhàn, thổi giá một chiếc robot mổ sọ não lên gấp 4 lần. Đúng là giọt nước làm tràn cốc nước, thanh tra chính phủ đã chuyển hồ sơ đến Bộ Công an đề nghị điều tra 7 vụ án mua sắm trang thiết bị y tế có dấu hiệu sai phạm hình sự tại Bộ Y tế và các đơn vị, trong đó có vụ thổi giá thiết bị robot phẫu thuật nói trên. Đây là hình ảnh những con robot phẫu thuật sọ não ở bệnh viện Thanh Nhàn có dấu hiệu bị đội giá gấp 3 đến 4 lần. Tức là cũng như ở Bạch Mai, mỗi ca sọ não bệnh nhân bị chém chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng. Đánh giá về thực trạng tham nhũng của quốc gia, Facebook Đại Hành Lê thì viết: tham nhũng bây giờ mang tính tập thể, có tổ chức, có cả lý luận, đậm nét văn hóa, như một lý tưởng, một lẽ sống tới mức đúng quy trình. Nếu bắt không cho tham nhũng, không muốn tham nhũng hoặc không được tham nhũng,
ít nhiều thì chắc chắn hơn một nửa cán bộ đảng viên, nếu không nói là hầu hết, sẽ không làm cán bộ nữa. Nên đánh chuột đừng để vỡ bình nhé, ông nói. Cuối bài viết, ông Lê Kiến Thành nêu câu hỏi. Vấn đề là ở chỗ lo càng to, củi càng nhiều thì có làm cho cây cối xanh tươi trở lại hay không? Hay đến mức làm mà cả củi tươi cũng phải cháy? Chúng ta sẽ đi gom củi, sẽ đợi những cành cây tươi sẽ rất nhanh thôi, lại khô héo rồi rơi xuống thành củi. Hay chúng ta đi tìm, trồng và chăm bón những loài cây tràn đầy nhựa sống sẽ vươn lên mãi mãi như tùng, như bách. Chẳng gió bão nào quật ngã nổi. Tống Cựu Minh Tân kiểu gì đây? Nhân năm mới, ai cũng muốn tiễn cái cũ đi để rước cái mới về. Cũng từ một người con trai khác của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cách đây mấy năm, Thiếu tướng Lê Kiên Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an từng phàn nàn. Lịch sử đã không công bằng với bố ông. Theo lời kể của ông Lê Kiên Trung, chúng ta không thể không thừa nhận trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn tồn tại những sự khác biệt về tư tưởng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại họp báo kết thúc Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 1 tháng 2 năm 2021. Ví dụ như quan điểm cải cách ruộng đất, quan điểm về chiến tranh cách mạng miền Nam, quan điểm về thống nhất đất nước, quan điểm về việc áp dụng mô hình kinh tế bao cấp hay thị trường, quan điểm về đường lối ngoại giao, v.v. Và ngay thời kỳ chiến tranh, có những người trong chúng ta sợ Mỹ, có những người thân với Liên Xô, có những người thì lại thân với Trung Quốc. Thế nên có nhiều chuyện, Bộ Chính trị vừa họp xong, nước này nước kia đã tìm cách can thiệp. Chưa hết, khẳng định của ông Lê Kiên Trung không phải Trung Quốc ghét ông Lê Duẩn mà họ gây ra cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu ngày 17 tháng 2 năm 1979. Cũng không vì ông Lê Duẩn mà họ đã cướp Hoàng Sa, đang lăm le chiếm Trường Sa và chiếm toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc hành động như thế chỉ vì một lý do duy nhất, đó là ý đồ xâm lược của họ không bao giờ thay đổi. Ông Lê Duẩn mang trong mình bản năng của người Việt suốt chiều dài lịch sử, không cần biết họ mạnh thế nào, nhưng anh cứ xâm phạm biên giới chúng tôi là chúng tôi đánh. Còn nói về sự cứng rắn với Trung Quốc, ông Lê Duẩn không dám so mình với cụ Lý Thường Kiệt. Bậc tiền nhân ấy đã chủ động đánh phương Bắc ngay khi họ lộ ý đồ sang xâm chiếm Việt Nam. Đây là hình ảnh chiến tranh biên giới Việt-Trung vào năm 1979 dưới thời cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trừ những kẻ bán nước, còn thì đó là người Việt Nam, nếu thực sự yêu dân tộc này, nếu thực sự yêu đất nước này, sẽ điều hành đều hành động như thế, bất kể kẻ thù có mạnh và dã tâm đến đâu. Ông Lê Duẩn, theo như con trai ông Lê Kiên Trung nhớ lại, như bao người Việt yêu nước, bằng cả trái tim mình đã luôn hiểu rằng Trung Quốc là mối đe dọa chuyển kiếp, là dân tộc mà trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, bất kỳ triều đại nào, chế độ nào cũng không từ bỏ ý đồ xâm chiếm Việt Nam. Lịch sử xâm lược của họ là lịch sử mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Một kịch lý gai mắt hiện nay đã diễn ra. Lãnh tụ cỡ như ông Tổng Bí thư Lê Duẩn mà vẫn không để lại một cuốn hồi ký nào, trong khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây đã cho xuất bản những cuốn sách đồ sộ ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách dày tới 620 trang, có tựa đề Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã được tờ báo Nhân dân, là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, phối hợp với nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho ra mắt trong một buổi lễ long trọng hôm 18 tháng 1 năm 2022 tại Hà Nội. Nhưng vẫn chưa hết, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Sự thật lại sắp sửa cho ra mắt trong tháng 2 này cuốn Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng dày tới 460 trang do chính ông Nguyễn Phú Trọng viết. Chúng ta hãy cùng hỏi nhân dân, nếu giờ đây Tống Cựu Nghinh Tân kiểu này thì liệu chỉ dăm hay 10 năm sau, con trai ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lại ngồi thanh minh cho cái tệ sủng bái cá nhân của ông bố mình là do đâu hay không? Điều này do ông Nguyễn Phú Trọng tự nghĩ ra hay là do Đảng Cộng sản Việt Nam học tập Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình từ bên Trung Quốc đem về? Kính mời các bạn xem bản tin Chu Dị và sự cay độc của khán giả Olympic Bắc Kinh. Màn trình diễn sai sót của một nữ vận động viên sinh ra ở Mỹ
nhưng chọn thi đấu cho Trung Quốc tại Olympic Bắc Kinh đã khiến cô hứng chịu búa rìu dư luận và ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý, nhưng đồng thời cũng có những nói người rằng kêu gọi cảm thông. Cô Chu Dị, vận động viên trượt băng nghệ thuật 19 tuổi, sinh ra và lớn lên ở California, Mỹ, đã bị ngã hai lần trong bài biểu diễn tự do của cuộc tranh tài đồng đội môn trượt băng nghệ thuật vào hôm 7 tháng 1, sau khi đã ngã trong bài diễn ngắn một ngày trước đó. Ở cả hai lần, cô đều bật khóc. Kể từ đó, cô Chu đã trở thành đối tượng bị người hâm mộ Trung Quốc phản ứng dữ dội. Đây là hình ảnh cô Chu Dị bị ngã trong màn trình diễn tại Olympic Bắc Kinh. Sau cùng khi cô ngã xuống mặt băng hôm 6 tháng 1, hashtag Chu Dị ngã đã được xem hơn 230 triệu lần trên nền tảng mạng xã hội Weibo trước khi bị kiểm duyệt. Nhiều bình luận mắng cô là không biết xấu hổ, hư thối và là nỗi hổ thẹn, theo tờ báo Washington Post chia sẻ. Một loạt các bình luận trực tuyến ác khẩu so sánh cô với nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật khác của Trung Quốc, Trần Hồng Y, người đã mất suất thi đấu vào tay cô Chu. Thậm chí một số người hâm mộ giận dữ đã nhân cơ hội này thốt ra những lời cay độc nhằm vào nước Mỹ. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đặt vấn đề tại sao một vận động viên sinh ra ở Mỹ lại đại diện cho Trung Quốc. Cô Chu bị chỉ trích vì nói tiếng Hoa không lưu loát và vì xuất thân đặc quyền của cô. Cha cô là khoa học gia máy tính, làm việc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bình luận đây là nỗi nhục, nhanh chóng có được 11.000 lượt tương tác. Hãy để cô ta học tiếng Hoa trước khi cô ta nói về lòng yêu nước. Một bình luận trên trang Weibo viết như vậy. Trong một động thái bất thường, Weibo đã vào cuộc để cấm hashtag này nhưng không đưa ra một lý do mà chỉ ra các hướng dẫn và chính sách liên quan. Đến ngày 7 tháng 1, trên Weibo chỉ còn chủ yếu là các bài đăng ủng hộ. Các chuyên gia nổi tiếng, được nhà nước hậu thuẫn đã góp thêm tiếng nói và kêu gọi suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, tìm kiếm tên của cô Chu thì vẫn hiển thị. Cơn giận bùng phát trở lại vào hôm 7 tháng 1 sau khi cô ngã hai lần trong bài biểu diễn nội dung tự do. Đây là hình ảnh Chu Dị bật khóc sau cú ngã. Cô Chu đã bật khóc trong khi thi đấu và kết quả là đứng cuối bảng điểm xếp hạng. Đừng khóc, tôi mới là người muốn khóc. Một người bình luận như vậy trên mạng. Các vận động viên Trung Quốc đối mặt với áp lực rất lớn để giành huy chương và mang vinh quang về cho đất nước. Những chỉ trích nhằm vào cô Chu cho thấy các vận động viên nhập tịch đôi khi còn chịu sự soi mói khắt khe hơn rất nhiều. Một số người trên trang mạng xã hội còn cáo buộc không có bằng chứng rằng cô Chu có xuất trong đội tuyển Olympic Trung Quốc nhờ vào danh tiếng của cha cô là một nhà khoa học máy tính chuyển đến Đại học Bắc Kinh từ Mỹ, theo tờ báo New York Times. Người thì được tung hê, kẻ thì bị chỉ trích. Những công kích nhằm vào cô Chu trái ngược hoàn toàn với sự yêu mến của công chúng Trung Quốc dành cho cô, một nữ vận động viên khác cũng sinh ra ở Mỹ và thi đấu trong màu cờ Trung Quốc tại vận hội Bắc Kinh 2022. Cô được chấp nhận ở Trung Quốc nhưng đã khiến một số người Mỹ nổi giận. Hôm 8 tháng 1, cô Cốc đã giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên và Tân Hoa Xã mô tả chiến thắng này là lịch sử. Đây là hình ảnh Aileen Gu, gốc Ái Lăng, 19 tuổi, vô địch môn nhào lộn trên không với ván trượt tuyết. Sau màn tranh tài, hơn một nửa trong số 10 chủ đề thịnh hành hàng đầu trên Weibo về màn trình diễn của cô Cốc. Nữ vận động viên 18 tuổi này đã quyến rũ công chúng Trung Quốc bằng tiếng quân thoại lưu loát và sự quen thuộc với văn hóa Trung Quốc do cô thường nghỉ hè ở Bắc Kinh. Cô đã trở thành gương mặt không chính thức của Trung Quốc tại Thế vận hội mùa đông, xuất hiện nhiều trên truyền thông nhà nước để quảng bá các môn thể thao mùa đông cũng như quảng bá cho các thương hiệu của Trung Quốc. Phản ứng này cho thấy con đường hẹp mà các vận động viên như cô Chu và cô Cốc phải đi qua. Một mặt họ phải đối mặt với sự phản đối của Mỹ vì chọn tranh tài cho Trung Quốc. Mặt khác, sự chào đón của công chúng Trung Quốc cũng tùy thuộc vào việc họ có duy trì được phong độ đỉnh cao hay không. Sự ác cảm đối với các vận động viên đứng hai hàng giữa Mỹ và Trung Quốc càng được đẩy mạnh bởi căng thẳng địa chính trị. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức xấu nhất trong nhiều thập kỷ khi Bắc Kinh nỗ lực trở thành siêu cường đã dẫn đến va đụng trên diện rộng với Washington trên các vấn đề từ quốc phòng đến thương mại,
và ảnh hưởng đến văn hóa. Đối với cô Chu, cô chịu áp lực là người duy nhất của Trung Quốc thi đấu ở nội dung đơn nữ. Trung Quốc đã không giành huy chương trượt băng nghệ thuật đơn nữ tại Thế vận hội kể từ năm 1998. Trước buổi tranh tài, cô Chu đã được truyền thông trong nước tung hê là thần đồng trượt băng, là người chọn Trung Quốc thay vì chọn Mỹ. Một trái tim yêu nước chân thành, một vũ công trên băng thanh thoát. Một bài báo trên truyền thông nhà nước của Trung Quốc ca ngợi cô Chu của hồi tuần trước. Đây là hình ảnh cô Chu Dị biểu diễn trượt băng nghệ thuật. Kêu gọi thông cảm. Ông Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập có ảnh hưởng của tờ báo Global Times, đã có bài viết bảo vệ cô Chu trên Weibo như sau. Cộng đồng mạng Trung Quốc chủ yếu thích Cốc Ái Linh, nhưng ngày nay một số lời chỉ trích lại nhằm vào Chu Dị là thô lỗ và không ai muốn có. Ông Hồ viết trên bài đăng nhận được 131.000 lượt thích. Ông Hồ nói thêm rằng người hâm mộ Trung Quốc cần làm quen với các vận động viên sinh ra ở nước ngoài như cô Chu khi Trung Quốc ngày càng tuyển mộ nhân tài từ nước ngoài. Nhập cư ngược vì thể thao là sản phẩm mới của thời đại, ông Hồ viết tiếp. Sau khi giành được quyền đăng cai Thế vận hội năm 2022, Trung Quốc đã bắt tay thực hiện nỗ lực toàn cầu để tuyển mộ các nhân tài thể thao mùa đông đầy hứa hẹn, những người có thể giúp Trung Quốc tăng số huy chương. Nhiều môn thể thao mùa đông chẳng hạn như trượt tuyết và trượt băng chỉ mới bắt đầu trở nên phổ biến với công chúng ở Trung Quốc và rất ít người trẻ được tập luyện từ nhỏ. Chút giận lên vận động viên trẻ này, sử dụng mạng xã hội để ném đá khi cô ấy sai phạm, sai lầm, đó là bắt nạt trên mạng và cho dù gì đi nữa nó cũng đang đi quá xa. Ông Hồ Tích Tiến đã viết như vậy trên bài được đăng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cô Trần Lộ, vận động viên trượt băng nghệ thuật, đã giành huy chương đồng tại hai kỳ Thế vận hội trong những năm 1990, nói rằng những sai lầm của cô Chu phản ánh áp lực biểu diễn tại một sự kiện thể thao toàn cầu trước khán giả Trung Quốc. Đây là hình ảnh cú ngã thứ hai của Chu Dị. Đối với Chu Dị, thách thức lớn nhất là thiếu kinh nghiệm trong các cuộc tranh tài lớn. Cô Trần được Trang Shouhu dẫn lời và nói, cô ấy chưa bao giờ có kinh nghiệm thi đấu trên sân nhà và áp lực là rất lớn, ảnh hưởng tiêu cực. Cô Chu nói trước báo giới vào hôm 6 tháng 1 rằng cô rất buồn và cảm thấy áp lực vì cô biết rằng nhiều người ở Trung Quốc ngạc nhiên khi thấy cô lựa chọn là đơn nữ tranh tài cho đội Trung Quốc. Cô nói, tôi chỉ thực sự muốn cho họ thấy tôi có thể làm được gì, nhưng không may tôi đã làm không được. Cô Chu được hãng Reuters dẫn lời. Bài đăng mới nhất của cô Chu trên Instagram là từ cuối tháng trước, cô biết rằng cô rất biết ơn khi được đại diện cho Trung Quốc tại Thế vận hội. Nhất là sau khi có một vài năm khó khăn, tôi rất biết ơn những người đã giúp tôi vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và chấn thương, giúp tôi trưởng thành hơn trong hành trình này, cô viết. Cô Chu nói rằng những lời chửi bới trên mạng đổ lên đầu cô đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của cô. Một sự thừa nhận hiếm hoi về tác động tiêu cực của tình cảm dân tộc nhiệt tình với các vận động viên. Cô Chu cũng nói với Tân Hoa Xã hôm 7 tháng 1 rằng cô cảm thấy áp lực sau khi đọc những lời bình luận chê bai trên mạng xã hội của Trung Quốc. Cô nói, tôi muốn chứng tỏ bản thân bởi vì tôi không làm tốt ngày hôm qua và những gì mọi người nói trên mạng thực sự ảnh hưởng đến tôi, cô nói. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ, vấn đề bây giờ là tâm lý, tôi sẽ cố gắng để không bị loại bên ngoài ảnh hưởng. Có một số sai lầm nhưng nó đã qua, tôi hy vọng có thể điều chỉnh để thi đấu tốt hơn. Cô Chu nói như vậy báo China News sau cuộc tranh tài rằng tôi đã rất xúc động và phấn khích. Ngay cả trong màn thi đấu, tôi đã rất xúc động và muốn khóc, tôi không thể kìm nén, vì vậy tôi đã khóc. Tất nhiên cũng có những hối tiếc.